lúc mọi người lại là mình đây, hôm nay mình còn một công việc mọi người làm game Farmme nha mọi người. Khúc đất phải đập đá nha mọi người. Bắt mắt cây cây em vui bắp. Điên mấy. Kênh họ đang kiếm tiền ngon lành cái họ mất mấy. Rất là ai cũng mất rồi đó hả? À, tốt. Học hôm bữa cũng mất, học hôm bữa, ờ học hôm bữa cũng mất mà. Đứa cũng mất kìa. Họ nói rưới luôn mà tao thèm mà tao thiệt. Còn viên dấu với lọc với thằng Đức qua lại. Ok, mình tiếp tục cú đất nha mọi người. Bốn mươi đất, 40 đá, 20 nấm, 20 bô tô tô đây mình làm đi. Nhìn cái gì? Coi coi video lại rồi á. Và đâu do kênh của Lộc trước giờ là người ta đã quen với gương mặt một đứa hay phét rồi. Giờ mới biết bị Lộc đăng mà xanh lên nó không ai nó tắt luôn. Đâu qua. Ai biểu thì bình thường phép thì phép luôn đi, thì ai biểu xanh làm gì?
Nó khang khang với da trứng nó mua mà. Ok, mình sẽ lấy 40 đá nha mọi người, 40 đá và 20 lắm. Ấy sân cho bạn nghe con ơi. Ấy sân, ấy sân. À, báo lại nhé. Báo lại. Like cho mình là ấy sân. À. Ok thôi bình thường thôi, nếu anh em thấy vui. Ok ok. Bình thường. Bây giờ mình quay đi mình sẽ
Ok, tím sẽ quay lại tới Boto nha mọi người. Ác này mình làm khá lâu ấy mọi người. Có những thứ
mình sẽ quay lại tới khu vô tô với lô gà rốt nhé. Giờ mình sẽ đổi hai nhiệm vụ tiếng rồi mọi người. Ok mọi người mua 16 hành nhé. Thu ok mua 16 hành còn lại mình qua đất đá gỗ nha mọi người. Xin năm tô nha mọi người. Oh, si, yu, con tô ở đây. Wow, wow. Cái đen. Ủa, phải mua à? Sao cái đi bón này, cái đi sao cái đi bón? Mình. Tao lấy mua mi từ mà ta. Không, tao thấy là mua đúng không? Mua lại thôi chứ có gì đâu mà bình thường. 16 hành mình 16 hành chứ có phải 16 táo đâu, mình mua lại bình thường mà. Mà ta nhìn không thấy chứ luôn cứ kì. Mà ta thấy là mua. Hả? Này mà bán đi rồi mà còn có lỗ có bảy mấy chứ mấy bảy mấy mà nhiều mà đi qua nhặt lại nắm đủ lại số tiền chứ mấy. Này chắc mắc lên độ rồi. Thank you.
mày được quá. Nó cái gì? Mày được kiểu quá. Khi mà đi bỏ bạn tao ghế bơi. Ok, nói gì nó nói. Yêu ơi, không yêu, không yêu, hay yêu nó một lời thôi. Nó như mà lọ hết nói thì nói. Đó kiểu ta thích làm đó. Hả? Nè quá họ quá. Ta thích làm hai bé ba bé thích làm hai bé đó là đúng không? Ta. Đúng quá. Quá. Làm hai bé chơi chơi đúng không? Đúng không? Đừng 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 luôn mà thấy đúng mà nhìn đi gieo nhìn tao nhìn tao nhìn thấy mua chứ đúng nhìn thấy gieo đó cái kính rồi đây về cái kính mới đây về cái của tao đâu về các cái kính mà 5 độ đeo chứ đúng 4 độ hơn thôi đúng rồi đây nó bọn nó to rồi đi cũng to rồi bạn bỏ thôi đúng không vậy quá đấy đâu tao mới biết rồi tôi mua một bút liên quân đi mà đi lấy mà lấy phòng
cuối mùa cũng tập anh cuối liên mua mua gì ngày hai ba ngày đó đây để nó dễ đi rồi là người cuối đi có được đi được đấy đâu tập rồi đi đó xem như đang đi có mang trừng phạt đâu kìa không rừng thì thua thua xong cái đó đi tham tình chúng ta giống như mình cũng đã cuối không mình là cuối đứa là tốt rồi rồi sao con tim anh chẳng thể dừng lại à gì em đi đi đâu đi đâu đi đâu đi đâu đi 18 này 015 này đi cả lâu rồi là đi sai nhưng sao con tim anh chẳng thể dừng lại đó bỏ lấy cặp bỏ gì vô xong rồi mà nói nữa đó. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hả? Nó đét đầu em khỏe thôi. Thank you.
bài phòng. Đó. Đó. Ai dám giỡn mặt quanh cực bò không? Bảo ai mày? Thank you.
quay ra đúng luôn mà. Đừng Thái này thank you.
8 tôi mới làm. Ok, hạt này mình sẽ tưới hành nha mọi người. Ok, à này tí thì mình sẽ quay lại thu hành nha mọi người. Thank you.
Sẽ quạng tiếp theo nha mọi người. Video của mình đến đây cũng kết thúc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình nha.